Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách nấu súp bò súp vang rất là đơn giản nhé. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình khoảng nửa cân thịt bò này. Phần bò có nhiều gân thì càng ngon nhé. Và mình thái, mình đã sát với muối để cho sạch rồi. Và rửa lại với nước lọc rồi. Bây giờ mình sẽ đi thái bò để mình ướp gia vị để mình nấu. Bò này mình sẽ nấu với cà chua, khoai tây, cà rốt và hành tây hoặc hành tím và một gói gia vị sốt vang. Thịt bò các bạn lấy cái phần gân nhé. Thịt bò này rất là ngon này các bạn. Hay là lần đấy nó không làm. Thái miếng vuông nhé. Vuông quân cờ ấy. Cứ phần nào có nhiều gân và nó giòn thịt là được nhé. Khi mà thái xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ ướp với gia vị. Khoảng nửa cân thịt bò này, các bạn ướp với nửa gói gia vị bạc kho. Muốn thích thêm mùi quế thì các bạn cho mình một nhánh quế nhỏ vào. Còn nếu không có gia vị bò kho thì các bạn ướp một ít ngũ vị hương, một ít quế, một ít hoa hồi nhé. Và bây giờ mình ướp với gia vị thông thường thôi. Bột ngọt này, muối này, chút rượu. Các bạn có rượu vang thì càng ngon nhé. Hạt tiêu. Ăn được ớt thì cho cả ớt nhé. Hạt lêm. Hành tây hoặc là hành tím ấy. À, cắt thêm quả cà chua cho màu nó đẹp, hoặc là có vị chua chua một chút cho ngon. Và mình hay cho một chút xíu dầu ăn vào để mình đảo ấy. Cho một chút dầu ăn để xong mình đảo qua trước, xong mình mới cho nước vào mình kho ấy. Cà rốt, khoai tây thì các bạn cho vào sau. Rồi bây giờ mình sẽ ướp khoảng 10 phút cho nó mình đi đảo qua. Bây giờ các bạn khi ướp xong 10 phút rồi nhé, các bạn đảo lên nhé. Cho nó ngấm, cho nó mình cho một bát nước đầy vào, đun ngập và cho nhỏ nữa. Cách nấu súp vang này nó rất là nhanh và tiện ấy. Các bạn không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Rồi bây giờ các bạn cho nước vào ngập cho mình nhé, để mình nấu. Các bạn đun sủi lên và cho lửa nhỏ. Và các bạn nấu khoảng 1 tiếng. Cho lửa to đun sủi á. Sau đó mình mới cho lửa thật nhỏ và đậy vung lại và đun khoảng 1 tiếng. Sau đó cho cà rốt với khoai tây vào đun khoảng 10-20 phút nữa nó chín bở là được. Bây giờ mình đậy vung lại nhé và kho cho mình 40 phút hoặc đến 1 tiếng các bạn quay lại nhé. Sau khi mình nấu được khoảng 40 phút rồi ấy, mình sẽ kiểm tra nhé. Vì bò này nó không nhiều gân lắm ấy, cho nên có thể là nó nhanh chín hơn ấy.
và mình đây các bạn, thịt nó cũng mềm tương đối và mình sẽ cho cái rau củ quả này vào và mình ninh khoảng 20 phút nữa là rau củ quả nó chín là được nhé. À, bây giờ mình xong rồi nhé, mình sẽ múc ra để thưởng thức nhé. Miếng thịt nó rất là thơm và ngon và mùi vị rất là ngon nhé. Và khoai nó cũng mềm như này rồi các bạn nhé. Bây giờ mình dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.